Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Vì tình yêu với Yến, đang quyết định cải tạo cuộc đời. Mời các bạn cùng xem tập 15, Kế hoạch hoàn hảo. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Đang đi vào sòng bài, đánh bi-a thì gặp cảnh ngộ anh chưa từng thấy. Một người vợ mang bầu đến gọi chồng về. Ban đầu anh cảm thấy chuyện này thật nực cười, và người bạn anh như là một kẻ nhu nhược sợ vợ. Nhưng sau đó đang nhận ra rằng người bạn mình nói đúng. Anh ta bảo rằng vì vợ mình có thể thay đổi và làm lại từ đầu. Anh ta sẽ bỏ việc ăn chơi cờ bạc để chí thú làm anh. Về lại nhà, nhìn Yến và mẹ Kim Ngân quấn quýt lấy nhau, đang buộc miệng hỏi Yến về người chồng lý tưởng. Yến lúc đó nghĩ về Nam và đưa ra các tiêu chí về sự hiếu thảo, giỏi giang và đặc biệt là có việc làm ổn định, cực giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Đang nghĩ thầm Yến là người anh yêu, và Đăng sẽ làm mọi thứ để thay đổi và làm cho Yến tự hào. Thế là sau một đêm, Đăng quyết định gọi điện thoại cho bà Ái Phương và đề nghị được đi làm cho công ty bà. Đăng ngay lập tức được chấp thuận. Trong đầu anh nghĩ rằng Yến sẽ phấn khích và vô cùng ngưỡng mộ khi thấy Đăng khoác lên mình chiếc áo vest lịch lãm, ngồi làm việc tại văn phòng. Thực chất bà Ái Phương đồng ý vì muốn tạo việc làm cho Đăng, nhưng bà vẫn chưa biết sẽ sắp xếp anh vào vị trí nào để người chưa học hết cấp 3 như Đăng. Quả thật sau khi thông báo mình sẽ đi làm trong công ty cùng Yến, cô đã vô cùng kinh ngạc, vì sao một chàng trai suốt ngày ăn chơi lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Yến cũng đặt câu hỏi rằng, Đăng sẽ được giao làm việc gì cho công ty với kiến thức nhỏ bé. Cô hy vọng đây là quyết tâm thật sự, chứ không phải là bồng bột nhất thời. Kim Ngân dù khờ khờ dại dại, nhưng thấy con mình ăn mặc lịch thiệp và nói đi làm khiến bà cũng vô cùng vui mừng. Mẹ ơi, từ nay con đi làm rồi, con sẽ đem tiền về cho mẹ, Đăng hãnh diện khoe với Kim Ngân. Liệu Ái Phương sẽ giao việc gì cho Đăng, anh ta có làm được chuyện trong công ty? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Nếu thấy hay xin hãy cho kênh một like và một đăng ký để ủng hộ nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.